Rồi, em với cá chào anh em ha. Tiếp tục chương trình trưa sới ngày hôm nay thì em lên cho anh em ít mấy ba cái đồ xăng này anh em. Nó mới về luôn nè, nhưng mà nhìn nó xấu xấu cũ cũ, quay luôn cho anh em về lấy phụ tùng cho rộng nhà anh em nha. Mấy cái đồ xăng này, còn đồ hơi thì đồ mới nè anh em. Đấy. Thì cái này thì em dồn vô trong một lô thì em giới thiệu luôn thì em không bao gì đâu anh em nha, chỉ bao ship thôi anh em nha. Riêng đồ hơi thì trước sau như một, là từ xưa giờ là em bán là không bao gì hết, và đồ xăng nó cũng vậy luôn. Ba cái con máy ba lô gì đây coi như lại một ít một con cua xích đây, lượm được nhiều quay nhiều anh em nhá. Đây, thế này thì bao ship và không bao sóng, không bao gì đâu anh em nha. Và hai cái ba lan cũng vậy luôn. Đó, và mỗi một máy thì nó có giá khác nhau, anh em nhìn kỹ anh em ưng ý con nào. Đây, 400 thì mã số em lát em ghi phía trước. Đấy, giá tiền nó nằm ở phía sau. 400 anh em nha, dấu này dấu gạch ngang, 400 về đến nhà cho anh em chỉ là 400 thôi. Và có thêm về đến nhà không thêm một chi phí phát sinh nào nữa đâu anh em nha. Và coi như là anh em về khi nhận hàng vui lòng khui thùng ra kiểm tra đúng với hàng của mình đặt hoặc là không bởi vỡ gì đó thì anh em mới nhận nha anh em nha. Còn nếu như mà bởi vỡ gì thì anh em gọi lại giúp em luôn, đừng có nhận đó. Còn xong rồi anh em mà nhận mà đợi shipper đi lại không có chịu trách nhiệm đâu anh em nha. Nó có nhiều khi mà hàng nó đi ra ngoài đường nó nhiều vấn đề lắm anh em ơi. Đúng hàng là không bởi anh em mới nhận nha. Anh em lưu ý kỹ phần này. Rồi bây giờ em sẽ quay từng con một anh em. Đồ hơi trước anh em nha, đồ hơi trước, đồ xăng sau. Rồi cái đồ hơi này bỏ vô đi em, anh ngồi đây cũng được. Con hồn nó lót giấy cho anh là đẹp nhất. 153. Rồi 153 400k luôn anh em nha, ba con. Đấy, ba con này. Đồ đó, ục luôn hả. Đó, rồi ok luôn, quay đầu được anh em nha, cò bóp cứng nè. Đấy. Đấy, không bởi đâu anh em ạ. Rồi cái này mất miếng cao su. Đấy. Cò còi đảo chiều được, cò bóp vô được, dở ra không được. Đấy. Rồi đầu quay ok luôn. Rồi ba con này mã 153 ba con 400k bao xíu anh em nha. Rồi 154 con này 180 anh em nha, 154 180k luôn. Thì quay bơi năm gì đây. Đó, này đảo chiều được, không có cái nút, không có đầu hơi, máy cắt tay anh em nha. Đó, cứng nè, nó con này nó cứng. Đó, 180k bao ship anh em nha. Đó, rồi 180 luôn. 155. Một nhiêu? 155. Rồi 400k thì cái cặp này nó có một cái con bị bởi anh em nha. Đây nó bị bởi nút trên đây, anh em giờ lấy phụ tùng thôi anh em nha. Nó đầu 1/2, con này lấy phụ tùng thôi. Đặt ra vô đảo chiều thì cũng được luôn nè. Đó, nhưng mà bị bởi trên rồi. Hai con này còn nguyên nè, FK11 thì con này cũng cứng luôn. Đó, cho nên là hai con này lấy phụ tùng anh em nha. Dọn khó lắm. Đó. Cứng cái cốt nè. Đấy, rồi hai con này 400k. Đó, hai con 400. Rồi cái con này 156. Rồi 156 400 luôn. Con này cò bóp được nè. Đây cứng nè. Đây cứng nè. Cò chỉ có cái cò là bóp được thôi. Hàng K2 cao su. KW1414HB. KW14HB Madin da băng. Đấy. Hàng 2 cao su anh em nha, mã 156 400k con này luôn. Rồi con này 157. Ngoại hình đẹp hơn tí xíu thì nó là 450 anh em nha. Đó. Cò cứng nè. À quên, cò bóp được. Nút đảo cứng. Đầu cứng nhưng mà ngoại hình nó đẹp hơn con kia. Cũng là 14HB luôn. Đấy, 157 450 con này luôn anh em nha. 157 450 luôn. Rồi 158. 450 luôn. Bóp được. Này cứng nè. Này quay được. Cái này quay được anh em nha. Đó. Cái này quay được. Ủa cái này quay chứ không phải là bóp đâu anh em. Bóp không? À, đã bóp được. Bóp được nè anh em nha, không có cứng đâu. Đó, bóp được nè. Đấy. Quay được. Cái này cũng quay được luôn, đồng 1/2 luôn. Đó, đồng 1/2 hàng của Toku. Nó là hàng của Toku, 158 450k luôn. Rồi 159 450 luôn. 159 450 luôn. Đây quay được luôn em nha. Con này quay được. Em đợi cho nó là bóp xuống không được, nó cẩn, thấy không? Này anh em bóp lủng lỗ luôn nè. Rồi, bóp cò bóp được luôn. Cái khúc này nhấn xuống em, nhấn xuống mới quay được. Đó, nhấn xuống quay được anh em nha. Đó, mới học kinh nghiệm được từ ngày hôm qua bán đồ hơi bao nhiêu năm nay coi như vẫn nắm không chịu nhấn xuống mà nắm cái đầu này quay không bao giờ quay được luôn. Đó, ngày hôm qua mới bóp được. Rồi 159 450k luôn. Đó, cò bóp được, đảo được, quay được. 159 450 luôn. Con này 160. Bu lông 1/2 anh em nha. Đấy. 160. Bóp được. Rồi, từ từ đi, đợi anh.
Hàng của con này hàng hàng rang anh em nha, hàng rang. Nó là rang 14 bơi. Quay được em, bớt quay. Rồi, quay được luôn. Rồi cái này mới gọi là bao cứng nè. Đó, hết nhấn được luôn. Rồi, quay lại. Rồi 160 450 luôn. Rồi 161. 600k luôn. Này quay được nè. Cò bớt cò nó lỏng lẻo luôn đó. Mất cái lò xo rồi. Cái này quay được luôn em nha. Đó. Thì cái con này hàng ca. Hai cao su. 14 HP. Hai cao su còn đầy đủ. Rồi mã 161 600 luôn. Rồi con này là con đội 162. 250 luôn. Con này hiệu của này đội 1,5 tấn. Rồi. Đó nè. Quay lên nhẹ nhàng luôn ha. Quay lên nhẹ nhàng luôn. Rồi xuống nhẹ. Rồi xuống lên xuống nhẹ nhàng. Đội 1,5 tấn anh em nha. Rồi. Rồi 162 250 luôn. Rồi 163, con này là con 1.100k. Thì con này nó là Madin da băng 1/2 anh em nha, là chắc 5 tạ anh em ơi. Đó, quay thử được em. Quay chút xíu đó. Lên không? Lên. Cái này nhặt ra. Đây nhặt ra hả? Rồi xích nó lên anh em nha. Đó. Kéo vô. Rồi, đây vô nè. Rồi. Đó, anh em giờ vệ sinh làm lại ha. Vệ sinh làm lại xích nó anh em nha. Đó. Con này ba lần xích kéo tay. Rồi 163, 1.100k luôn, đưa đi em. Rồi con này 164. 1.200k luôn. Đó, con này to hơn em nha, con này to hơn, nặng 12 kg nè. Con kia nặng 9 kg sợ. Con này to hơn. Quay đi em. Này, lên nè anh em. Này lên nè. Đó, kéo lên nha anh em nha. Kéo nó vẫn còn lên đó. Rồi anh, đó, kéo lên đó. Anh em giờ vệ sinh lại dầu mỡ vô cho nó chân chu được anh em nha. Đó, kéo lên hết đó. Căng ra đó. Kéo vậy nó mới lên. Rồi 164 1.200k bao ship luôn. Thì cái này nó bị mất cái tem rồi anh em. Hình như cái này nó 1 tấn anh em ơi. Này nó được 1 tấn á. Xích nó cũng dài lắm, 2-3 mét gì đó. Rồi 164 1.200k luôn. Rồi 165. 1.300k luôn. Con này cò cứng nè. Đây cứng nè. Đây cứng nè. Đó. Nó điều nó nặng anh em nha. Cái đầu này quay được. Đầu này đầu 1 in. Đầu này quay được anh em nha. Đó. Đầu 1 in. Con này bao to luôn. Không biết nó hiệu gì nữa. Mà chả bá luôn. Đây, Zunitan. Nó là Zutani 14 kg anh em ạ. Zutani. Rồi 1.300. Thiếu cái van hơi. Con này nó hơi xấu anh em nha. Đấy. Rồi 165, 1.300k bao ship anh em giờ tự dọn nha. Con này nặng nhẹ hơn. 11 kg. 166. 1.200k luôn. Con này cò bóp được nè. Đảo được nè. Quay được nè. Đó, con này nó xấu xấu nhưng mà nó con này cũng quay được luôn. Đó. Coi dở này ra thử nó bị bởi gì không em? Dở được không? Nằm xuống, nằm xuống. Rồi, không bởi đâu. Dễ là được rồi, ok rồi. Rồi được rồi. Ok, không bởi. Đó. 166 1.200k, nói chung là 66 thôi chứ mà mấy cái full mấy cái này hoạt động full anh em ơi. Đấy, rồi 166. 1.200 luôn. Rồi tiếp tục mấy con cửa xích này mấy con lấy phụ tùng anh em nha. 167 hàng này lấy phụ tùng thôi. Đấy, từ để im em. Đó. Anh em coi chụp màn hình lại phóng ra anh em coi thử nó lấy được cái gì không anh em nha. Đó, cái đây thì quay lại em. Con này là con Estin gì đây, gãy tay nữa nè. MS200 gì đây. Đó. Giật được không? Chợt cót này. Chợt cót luôn rồi. Đó. Rồi. Chợt luôn rồi anh em ơi. Rồi 167 con Estin anh em nha. Anh em lấy về phải lấy phụ tùng thôi nha. Rồi anh em làm gì đó anh em làm 350 bao ship anh em nha. Mấy con này. Rồi cái này thì 168 120. Cái cục này nó bị bởi cái gì đây? Nó lấy được cái nòng này anh em à. Nòng với cót này. Nòng với cót gì đây? Đó, nó bị tét ở trong đây nữa nè. Bộ E nói chung là nặng 2 kg rồi như 120k bao ship anh em nha. Đó. À, coi như là bán dây chai cho anh em nha. Đó, 120k anh em nào không lấy thì dục dây chai luôn. 168 120 luôn. 169.
rồi 250 luôn. Thì cái này nó là ba lô gì đây anh em, nó là bơi cả đây anh em, chụp hình lại cô bé xui rồi anh em ơi. Em không có rành cái loại này, em không có đọc được đâu luôn anh em nhá. Đây test cái miếng này, test mấy miếng nhựa này. Giật được không em? Ủa giật đâu, mất luôn rồi, mất ủi giật luôn rồi. Đây bình xăng, mất bô e luôn, mất bô e, nói chung là thiếu bình xăng con, thiếu bình xăng con luôn. Rồi 250 bao ship luôn anh em nha. Đấy. Rồi anh em giờ nghiên cứu nha. Rồi 1.925 luôn. Rồi con này 170. Rồi 400 luôn. Con này giật được nè. Kiorit rồi, giật được. Con này ba lô. Nó y như con kia luôn, con này giật được anh em nha. Còn bình xăng nè, ủi giật còn đầy đủ. Đó. Ok. Rồi 170, 400k luôn. Rồi 171. 300 luôn. Này giật được không em? Có bóp được. Mất mất con luôn. Mất có hả? Cái này bô ri, nó quay lại con này con gì? Rồi không biết con gì luôn. Quay không được luôn anh em nha, cái này quay không được luôn. À Shindawa đây. Cục lửa của nó là cục lửa Shindawa anh em nha. Rồi 350k bao ship luôn anh em ơi. Rồi 171 350 luôn. 350 hay 300? À 300 đọc lộn. 171 300. Sorry. Rồi 172. Từ từ em. Rồi 172 350 luôn. Con này giật được anh em nha. Đó. Rồi, okay. Con này. Con này còn ngon nè. Kiểu mà thiếu mà nói chung là coi như là cứ cân coi như mấy cái loại này coi như không có đúng người của mình. Đó. Là bao nhiêu cũng đưa đi anh em nha. Cho rộng nhà rộng cửa. Ba cái đồ này coi như để ở nhà em không biết làm gì luôn. 172 350 luôn. Rồi, còn nói chung là anh em giờ nghiên cứu nha. Em giờ sau bán vậy anh em nha. Rồi 172 350 luôn. Đi lên. 173. Rồi 173 350 luôn. Con này quay được nè. Còn còn rồi được rồi. Rồi. Rồi con này nó như cái tay cầm nó như trục có nhiều đây nhường nhắm tăng. Rồi nói chung là con này nó cũng liền lạc đó anh em ơi. Rồi 350 anh em về lấy phụ tùng dọn nha. Phụ hiệu gì đây, không có hiệu luôn á, này xài bằng công tắc luôn, công tắc tắt máy, công tắc tắt máy hả. Này bù ri nằm dưới, bù ri tháo rồi, này tháo rồi luôn. Rồi 173 350 luôn. Rồi 174 bộ 550 luôn. Con này Hitachi, con này có cái làm anh em nha. Đó, con này Hitachi giật coi như cứng anh em nha. Con này giật lên không được nè, giật cứng, khỏi giật, khỏi giật, giật cứng là giật chi nữa. Đây rồi ok Hitachi. Rồi 3 550k con này có làm anh em nha. Rồi con cuối cùng 175. Quay con này xong đi ăn cơm, quay tiếp nữa nha. Hôm nay em lên 4 cái video anh em nha. 175 1 triệu. Này cũng cứng luôn em nha. Đó. Này cắt bê tông đường nè. Cứng nè. Nó cứng. Dây cô ro thì cũng còn. Cứng. Rồi ập lại luôn em. Con này hình của Madin Ghép Nam Mi Đức. Đấy, cứng rồi. Nó bọc trong đó hết em, biết thiếu đủ gì đâu anh em nha. Đó. Rồi, rồi sao bán vậy luôn á. Rồi 175, 1 triệu luôn em nha. Nặng lắm. Đủ đủ đồ đó. Hồi hết à quên đi nha. Rồi kết thúc chương trình, lên vô đây thôi anh em ạ, đi ăn cơm anh em ơi. Rồi em xin kết thúc video ra nha, hẹn gặp lại anh em vào tầm khoảng 3 giờ 1 cái 5 giờ 1 cái nữa là được anh em nha. Rồi